Em chào tất cả các bác nha, em live vào gần buổi trưa trưa nha các bác ơi. Đây là lô combo nha. Combo gồm có đây là sóc này. Đó sóc nhá. Quế tím này. Sóc đang ra hoa nhá. Đây. Sóc toàn to to này. Đó lô này em bán 200k thôi nhá. Đây là lô đầu tiên này. Đó. Và tiếp tục lô thứ hai là cây trâu mẹ bồng con này. Ở đây. Cây trâu nhá. Cây trâu do mùa nắng quá nó cháy lá nha các bác nha. Mình cứ mang về mà chăm sóc nó thì cây rất là ok luôn này. Đó, cây này thì mẹ bồng hai con. Đây cây trâu này mẹ bồng hai con nhá. Cái này do nó cái lá nó bị ấy nên em cắt ra rồi nhá. Nó bị dập á. Nó bị gãy. Đây. Lô trâu mẹ bồng con này. Đó, lô này em bán 500k thôi nhá. Mẹ bồng con này. Cây do mùa nắng quá cây nó khô khô. Đó. Nó khô đây. Lá nó hơi cháy tí này. Nhưng mà mình mang về mà tưới nước cây nó rất là đẹp luôn. Đây là lô 2 này. Tiếp tục lô 3 này. Cây trâu rất là to đẹp luôn này. Đây là cây thân dừa này. Cây thân dừa đây nhá. Đang chuẩn bị ra rễ này. Đang chuẩn bị bung rễ ra rồi này. Đó, và lá cũng to này. Rất là to nặng luôn nhá. Đó. Hai cây này em bán 700 này. Hai cây to này 700 này. Đây là lô 3 này. Rồi tiếp tục lô thứ tư này. Lô thứ tư là cây lá mít này. Bản lá to luôn nhá. Đó. Cây này rất là to luôn. Cây này em cũng bán 700 nhá. Bắt đi mua chỗ khác đây này phải 1 triệu 2, 1 triệu 3 gì đó. Em bán có 700k thôi. Đây là lô 4 này. Rồi tiếp tục lô 5 là cây toàn là đơn bác là thích đơn thân dừa này. 1 này. 2 thân dừa này. 3 thân dừa này. 4 thân dừa này. Lá mít này. 5 thân dừa rất là cao luôn. Toàn là cây thân dừa nhá. Đó lô này em bán 500k này. 500k lô thân dừa đẹp này. Đây. Đây nha. Đây là lô 5 này. Tiếp tục lô 6 này. Cây này thì lá dài nha các bác nha. Mang về cây này chỉ cần cây này đơn này chỉ cần ra về sổ hoa thôi nhá. Đó, đơn này mang về chỉ cần sổ hoa thôi. Với lại chơi, cây hoa nó cũng rất là đẹp luôn này. Có người thì họ thích cây mà cây lá dài như thế này họ chỉ sổ hoa thôi. Sổ hoa là nó hoa trắng á. Đây, cây này có cây con này nha. Đó, cây này em bán có 400k này. 400k nhé. Đây là lô 6 nhé. Rồi tiếp tục lô 7 này. Lô 7 này, 1 này, 2 này, 4 này. 4 cây vừa thế này, em bán 250k thôi. Lô 7 này. Rồi tiếp tục lô 8 rất là nhiều cây này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10. 10 cây này em bán 300k thôi nhá. Đây là lô 8 nhá. Tiếp tục lô 9 này. Lô 9 là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cây nhá. Lô này em bán có 200k thôi. Đó, đây là lô cuối cùng. Bác nào yêu hàng gì thì cứ gọi về cho em nhá. Em chào các bác nha.